Kính chào quý khách. Thì đây là một video mình test động cơ servo 580W của châu Âu tua cao để xem khoang nhôm á, cũng là gửi đến khách hàng một video test khoang nhôm. Thì tạm thời bỏ qua sự giống như là nó không có đồng tâm đi. Cái này là mình làm để test thôi, cho nên là không được kỹ càng lắm. Thì tạm thời bỏ qua cái việc mà không nó có mũi khoan không đồng tâm, thì mình chỉ đang test tới sức mạnh của động cơ thôi, sức mạnh của động cơ để xem coi nó có khoan được nhôm không, khoan nhôm nha. Thì mình sẽ tăng tốc lên. Do nó không đồng tâm cho nên khá là khó. Cơ bản thì sức mạnh thì nó đạt được nhé, sức mạnh thì chắc chắn nó vẫn đạt được. Thì thêm nữa cái này là cái bi nó hơi kêu, thì mình sẽ thay một cái bi, mình lựa một cái thật là êm để gửi khách hàng. Nhưng mà đánh giá là nó khoan được, khoan mạnh mẽ. Chỉ có điều là tại vì cái cốt nó là cốt chính á, mình không có cái này mà cốt mà lỗ chính á cho nó khớp á, mình phải đi khoan không bằng tay á, cho nên nó lệch tâm. Thì cái đó tạm thời bỏ qua. Nhưng mà với việc mà ấn mạnh xuống á, nó ăn xuống một cách rất là ngọt nha, ăn rất là ngọt. Ở đây mũi 8mm nha, năng xuống rất là ngọt. Thì chứng tỏ sức mạnh á, thì nó dư sức để mà khoan được nhôm. Nó khoan nhôm tốt nè. Mình sẽ thử lại nhiều lần, nhưng mà mình sẽ không quay nữa, quay một lần thôi. Tại vì những lần sau á, mình muốn kiểm tra sức mạnh của nó nhiều hơn nữa, bằng cách ấn thật mạnh xuống để xem nó bị tuôn không. Này đã chỉ vặn được khoảng 30% ga thôi nha, chứ mình chưa vặn hết. Nhưng mà nếu mà khoan công nghiệp á, khoan cho công ty á, ngày làm 8 tiếng á, thì chắc chắn là cần tốc độ cao hơn nữa. Tối đa nhưng mà vừa thôi. Mình nghĩ khoảng 50% là tốt. 50% nha. Tốt đó. Thì bộ khoan chùm gồm 6 cái động cơ này, 6 cái mũi khoan. Thì khá thú vị đúng không? Mỗi một cái động cơ nó sẽ sử dụng một cái IC riêng để đảm bảo công suất. Và nguồn á, thì mình sẽ dùng nguồn Digico Japan á, nguồn mình tính toán đủ tải, có thể kết hợp là 2-3 vĩ nguồn lại để tạo ra một công suất tổng thể nó dư tải, đáp ứng cho việc khoan một ngày 8 tiếng. Ok, thì tạm thời video test ở đây là ngưng. Thì đánh giá ban đầu là nó đủ khả năng để khoan nhôm ở mũi cao nha, mũi 8 hoặc là cao hơn nữa. Thì mình sẽ test thêm nữa để đánh giá một cách kỹ càng về sức mạnh của cái động cơ này.